Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của kết quả. Bạn có nghĩ gì bởi kết quả? Kết quả là một cái gì đó hoặc hậu quả của nó. Kết quả, các danh từ kết quả đề cập đến kết quả một quá trình. Nhưng thời gian gần đây khi tham gia với từ dựa, có thể trở thành thuật ngữ trong một loạt các ngành công nghiệp và bạn sẽ thấy công dụng như kết quả y học, dựa trên kết quả, dựa trên lập ngân sách. Một kết quả của tốt là gì? Kết quả cụ thể, báo cáo đo lường và cho bạn biết khi bạn đã đạt đến mục tiêu của mình. Kết quả báo cáo mô tả những thay đổi cụ thể trong kiến thức của bạn, thái độ, kỹ năng và hành vi mà bạn mong muốn xảy ra, như là kết quả của hành động của bạn. Kết quả tốt, báo cáo cụ thể, đo lường được và thực tế. Kết quả của câu chuyện là gì? Thông thường một tác giả cũng muốn hiển thị kết quả của một phong trào kịch tính ở đầu hoặc giữa, chứ không phải là kết thúc. Bằng cách này, khán giả sẽ tập trung nhiều hơn vào sự kiện đó diễn ra như thế nào, thay vì cố gắng tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra. Điều gì sẽ xảy ra khi có kết quả? Trong lý thuyết xác suất, kết quả là có thể một thử nghiệm. Mỗi kết quả có thể của một thử nghiệm cụ thể là duy nhất, và các kết quả khác nhau từ loại trừ lẫn nhau. Chỉ có kết quả sẽ xảy ra trên mỗi thử nghiệm của mình. Kết quả tiêu cực là gì? Một tiêu cực hậu quả là một phương tiện mà giáo viên có thể giảm xác suất và một hành vi sẽ xảy ra trong tương lai. Hậu quả tiêu cực nên là những điều mà học sinh cho là khó chịu. Làm thế nào để bạn tính tổng kết quả? Một lần nữa, nguyên tắc đếm yêu cầu bạn lấy số lượng lựa chọn hoặc kết quả cho hai sự kiện độc lập và phân chúng lại với nhau. Sản phẩm của những kết quả này sẽ cung cấp cho bạn tổng số kết quả cho mỗi sự kiện. Bạn có thể sử dụng nguyên tắc đếm để tìm xác suất của các sự kiện. Làm thế nào để bạn sử dụng kết quả trong một câu? Thứ nhất, đây là kết quả duy nhất cho tôi có thể cho phép. Thứ hai, chúng ta là những người duy nhất có thể ảnh hưởng đến kết quả của việc. Thứ ba, tôi nghĩ rằng kết quả tối nay sẽ nhiều hơn theo ý thích của bạn. Thứ bốn, không có vấn đề gì khi không có lựa chọn, kết quả là như nhau. Thứ năm, tôi thậm chí không biết kết quả cuộc thảo luận của bạn với Julie. Làm thế nào để bạn viết kết quả? Báo cáo kết quả là một cụ thể, đo lường được và thực tế. Hãy suy nghĩ cẩn thận về những gì bạn có thể thực hiện được một cách thực tế và với các nhóm. Bạn muốn tiếp cận ở phạm vi tài nguyên của bạn, phát triển kết quả như sau. Kết quả sẽ mô tả những gì bạn muốn sẽ xảy ra sau khi hoạt động của bạn được hoàn thành. Bốn, kết quả học tập là gì? Ví dụ kết quả học tập có thể bao gồm: thứ nhất, kiến thức, ghi nhớ, xác định, liệt kê, nhận biết. Thứ hai, hiểu, đặc trưng, mô tả, giải thích, xác định, định vị, nhận biết, sắp xếp. Thứ ba, ứng dụng, áp dụng, chọn, chứng minh, thực hiện. Thứ năm, phân tích, phân loại, so sánh, phân biệt. Kết quả của quả chính là gì? Mục tiêu là kết quả cụ thể mà bạn đang cố gắng đạt được trong khu thời gian với các tài nguyên có sẵn. Kết quả là việc đo lường và đánh giá kết quả của một loạt động so với kết quả dự định hoặc dự kiến của họ. Kết quả là những gì bạn hy vọng sẽ đạt được khi bạn hoàn thành mục tiêu. Một kết quả mong muốn là gì? Kết quả mong muốn là chìa khóa. Kết quả mong muốn là rất đơn giản. Đó là những gì khách hàng cần đạt được theo cách nói cần để đạt được nó. Có những kết quả mong muốn và sau đó có kinh nghiệm thích hợp của họ. Khi bạn mang hai thứ đó lại với nhau, bạn sẽ có được kết quả mong muốn. Ví dụ kết quả học tập là gì? Ví dụ về báo cáo kết quả học tập. Thứ nhất, sẽ đánh giá cao những lợi ích việc học ngoại ngữ. Thứ hai, có thể truy cập tài nguyên tại Đại học Rhode Island.
Thứ ba sẽ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Số 4 sẽ tự tin về kiến thức của mình về vấn đề này. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.